Hôm nay chúng ta xử lý một cái bài toán giải trig hồi sinh bởi một cái hàm số thuộc điển vào n ha. Thì cái giải trig hồi như thế này thường nó sẽ là bài toán khó ha. Ở đây có chữ n một cách tường minh ha. N cộng 1 phụ thuộc vào n và lẫn n luôn ha. Mình sẽ làm bài toán số 2. Các bạn thử xem xét giải quyết bài toán số 1 ha. Ta xem cái hàm số này. Fn x bằng x cộng với n chứ. Với mỗi n thì chúng ta xét cái hàm số này với mỗi n là số nguyên dương ha. Thì chúng ta có thể sử dụng công cụ đạo hàm, chúng ta dễ dàng nhận ra được rằng hàm số này là hàm số tăng trên lượng mạng căn bậc 2 của n đến vô cùng ha. Chúng ta có thể đánh giá sơ bộ như sau. UE bằng U1 cộng cho một phần U1, hiển nhiên nó lớn hơn bằng 2 nhé, dùng phương thức Cauchy. Chúng ta thử tính toán xem cái con U3 nó nhầm U2 nó có nhỏ bằng 3 hay không ha. Ta hoàn toàn có thể tính bằng tay, không cần nhất thiết phải sử dụng Casio ha. Rồi, chúng ta có thể kiểm chứng được rằng là U2 nó nhỏ hơn bằng 3 ha. Bằng 3 luôn đấy. Rồi, tiếp đến thì chúng ta có thể nhận xét như sau. Nếu UN mà nó lớn hơn bằng N đây, nhỏ hơn bằng n cộng 1 này, thì chúng ta dễ dàng có được là n cộng 1 dòng đi ha, n cộng 1 lớn hơn bằng fn tác động vào n. Nhớ rằng ha, n thì nó thuộc vào cái này ha, un lớn hơn bằng n, n thuộc vào cái này ha, thì nói chung cả n và un nó thuộc vào cái này, n cộng 1 cũng vậy. Thì chúng ta được bạn chứ, thì chúng ta có thể tác động F vào, nhớ là U n 1 chính là FN n nhỏ bằng FN tác động vào n. Thì FN tác động vào n thì chính là n cộng 1, còn này thì bằng n cộng 1 cộng n trên trên n cộng 1, tự nhiên nó nhỏ hơn n. Ta có U2 lớn hơn bằng 2, nhỏ hơn 3 ha. Ta viết lại. Nếu như n nó thỏa điều này thì UN nó thỏa điều này thì UN cộng 1 cũng thỏa cái điều tương tự. Tức là đây là B, BN đúng rồi. Thì dựng BN cộng 1 cũng đúng. Ta có B2 đúng rồi. Từ đó ta sẽ suy ra được UN lớn hơn bằng N nhỏ bằng N cộng 1 với mỗi N lớn hơn bằng 2 nhé. Kết hợp hai điều bên trên này. Theo phát quy nào toán học thì chúng ta sẽ có được cái đánh giá sơ bộ sau.
UN lớn bằng N, nhỏ hơn hẳn luôn thôi, nhỏ bằng được với mọi nhỏ bằng N cộng 1 mọi N lớn bằng. Thì cái đánh giá sơ bộ này cho phép chúng ta kết luận là giới hạn của UN trên N nó bằng 1 ha. Bây giờ anh ta xét cái giải vi nè. Với VN bằng UN trên N trừ 1 với mọi N lớn bằng 2. Thì lúc đó ta có được UN bằng N NVN. Để tìm giới hạn của giải UN trừ N thì ta tìm giới hạn của cái giải NVN ha. Một cách tự nhiên ta dùng cái bộ đề Cicero cho cái giải một phần VN ha. Thì ta phát hiện ra được giới hạn của giải UN trừ N ha. Được ha. Tất nhiên các bạn phải nắm được cái bộ đề Cicero để từ đó chúng ta có ý tưởng để giải quyết bài này ha. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại, chúng ta xây dựng một không phải xây dựng mà ta chuyển cái hệ thức triệu hồi xác định giải UN thành cái giải triệu hồi và xác định giải VN ha. Tức là chúng ta xây tìm cái giải triệu hồi xác định giải VN UN cộng 1 này thì chính là N cộng 1 cộng cho N cộng 1 trong ngoặc nhân cho VN cộng 1 bằng UN này, cũng là N này, cộng NVN cộng N trên VN chính là hình đảo của VN cộng 1 với một N lớn bằng 1. Rồi, ta biến động một chút xíu. Ta có NVN, N cộng 1, VN cộng 1 bằng NVN trừ 1. Là chúng ta lấy cái con này nè, cái số hạng này trừ cho 1 ha, nghĩa là N cộng 1 N nè, N trừ cho N cộng 1 ngoặc thì sẽ xuất hiện trừ 1 nè, số hạng này trừ cho 1 cho nên là trừ VN trên cho VN cộng 1 với mọi N lớn bằng 1. Chúng ta lưu ý rằng bởi vì UN lớn hơn bằng N nè, do đó chúng ta có được VN UN lớn bằng N với mọi N lớn bằng 2. Do đó chúng ta có VN nó lớn hơn bằng 0 mọi N lớn bằng 2. Từ cái điều trên này nè, đây là cái điều sau ha. Sau từ sau ta dẫn đến giải NVN là giải giảm đúng không? N từ 2 trở đi ha. V VN nhỏ bằng là nhầm lớn bằng 0 với mọi N lớn bằng 1. Chính điều này chúng ta cũng sẽ có được cái giải này là giải giảm và chặn dưới cùng bởi không ha, bổ sung vô ha, để xóa đi xung vô giải thích là ghi đây mặt khác về VN VN như thế nào? UN lớn bằng N với mọi N lớn bằng 2 nên chúng ta có VN lớn bằng 0 với mọi N lớn bằng 2. Do đó chúng ta nhận được cái giải VN giảm và bị dẫn dưới bởi 0. Như vậy công việc còn lại là chúng ta sẽ tìm giới hạn của giải NVN ha, chúng ta đã chứng minh được cái giải này hội tụ ha. Từ đó giải NVN hội tụ
Nếu như giới hạn này nó khác không, thì chúng ta có thể tìm giới hạn của nghịch đảo của nó ha. À, thật ra chúng ta tìm giới hạn nghịch đảo của nó cũng được. Từ từ ha. N bằng giới hạn của giới hạn nhớ là dạy số NVN chứ ha. Ta sẽ tìm giới hạn của nghịch đảo của dãy này. Chúng ta phân tích sơ bộ ha. Hoặc là để cho nó đỡ phiền, ta xét trường hợp L lớn hơn 0 ha. Giới hạn này chắc chắn không âm nha. L lớn 0 để cho nó đỡ phiền. Thì ta tìm giới hạn này. Tìm một phần L đó. Phần n vn thì giới hạn này nó sẽ bằng giới hạn của một phần vn cộng trừ một phần vn nếu như giới hạn này tồn tại ha. Rồi, nó sẽ chứng minh được rằng là giới hạn của dãy nvn tồn tại, suy ra giới hạn này tồn tại. Rồi, cái đó thì theo bổ đề Cicero thì hai cái giới hạn này bằng nhau. Rồi, thì cái việc hai cái giới hạn này bằng nhau thì chúng ta lại có một cái phương trình để xác định L ha. Đại khái như vậy. Rồi, ta xét cái trường hợp L dương ha. Nếu L dương. Chúng ta sẽ lập cái hiệu này ha, một phần v nào cũng một trừ một phần v nào thì hơi công phu một chút xíu, tôi tiến hành biến đổi nè. Ta xác định v nào cùng một nè, rồi ta nghịch đảo nè, toán hơi chậm một chút ha. Có v nào cùng một bằng, ta tiến hành quy đầu nè, ra là đặt vn làm những tỉ chung này, nvn cộng 1 rồi trừ 1 rồi tất cả những vn người chia cho vn cộng 1 rồi chia cho n cộng 1, chia cái mẫu số trước đi ha, n cộng 1 nhân cho vn cộng 1 rồi cái n cộng 1 nhân cho v gì đây n nhân vn cộng 1 nhân vn cộng 1. Cộng 1 trừ 1 tất cả nhân cho vn chà. Đây là ta tiến hành quy đầu nè. Để nhưng mà thật ra trước đó mình đã đặt cái vn là ví dụ rồi đó. Chính xác rồi ha. Với một giờ nó bằng một, nó bằng hai cũng được. À, từ đó chúng ta sẽ tìm ra được một phần v nào cũng trừ một phần v nào cái chảo vn cũng một n cộng một cho vn cộng một trên cho n nhân cho vn cộng 1, vn cộng 1 trong ngoặc, vn trừ 1, rồi tất cả các trong ngoặc, nhân vn, trừ 1 phần vn, ta quy đầu. Mẫu chung chính là cái mẫu của cái phân số thứ nhất. Dạ, đi đầu tính toán nhanh ha. À, thì tử số nó chính là n cộng 1 nhân cho vn cộng 1 trừ cho n nhân cho vn cộng 1
chung là một trừ thì chúng ta nhanh chóng gọn thì ra là VN cộng 2 ha. Thì này đúng với mọi n lớn bằng 2. À, thì bởi vì giới hạn của dãy NVN tồn tại ha, thì chúng ta sẽ suy ra được giới hạn của cái dãy 1/VN cộng 1 trừ 1/VN cũng tồn tại ha. Nhớ rằng ta có giới hạn của dãy VN bằng 0 nè, giới hạn của dãy NVN bằng bằng nhiêu, bằng bằng L ha. Xét trường hợp mình là dương, ta có thể viết lại như thế này. VN cộng 2 nè. Thì là thì chính là n bình phương nhầm nvn bình phương hoặc là nvn rồi cộng cho n nhân cho vn rồi cộng cho nvn rồi trừ vn ha, cái ngồi này lớn bằng ta lưu ý vì giới hạn của dãy vn bằng không, giới hạn của dãy NVN bằng L và hiển nhiên chúng ta sẽ có được giới hạn của cái dãy 1/VN cộng 1 cộng 1 ở chỉ số trừ 1/VN tồn tại và bằng là 2 trên cho L nhân 0 cộng cho L trừ 0 nói chung bằng 2 trên L. Thì chúng ta áp dụng bổ đề Cesaro ha. Nào, chưa quen bổ đề Cesaro thì xem lại thử ha. Ta được trên L và một trên L này là bằng giới hạn của dãy 1/VN trên cho N này được ha, tức là giới hạn của dãy 1/NVN thì bằng giới hạn 1/VN cộng 1 trừ 1/VN và nó bằng hai trên L. Từ điều này ta dẫn đến giới hạn này thì bằng 1/L bằng vô cùng đúng không, là cộng vô cùng đó hay là bằng không được ha. Cái điều này thì nó vô lý ha. Ở đây ta đang xét trường hợp L dương nè. Điều này thật là cái điều này vô lý. Thay vì ta xét cái trường các trường hợp thì ở đây ta có thể giả sử nếu giả sử L dương nè, ta đang chứng minh L bằng không ha. Ta sẽ chỉ ra điều này vô lý, từ đó ta sẽ dẫn đến L bằng không, suy ra L bằng không hay giới hạn của dãy NVN này bằng không, do đó dãy NVN chính là dãy UN trừ N ha, giới hạn của dãy N UN trừ N không. Vậy ta đã giải quyết xong cái bài dãy số khá là khó khăn này ha, và sử dụng đến cái bộ đề Cesaro để xử lý. Các bạn thử xem xét cái bài toán số 1 ha.